Ok, chào các bạn đến kênh Leo Bảy thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy một mod tăng tỷ lệ rơi đồ dành để săn báu vật và uh, hạt giống ha thì cái tỷ lệ này nó có lên tới một trăm phần trăm luôn à không không phải 100% trăm phần trăm đâu nó tăng tỷ lệ rơi đâu, từ 5% lên 10% phần trăm hoặc là ba phần trăm lên uh, mấy hai phần trăm gì đó tại vì mình farm mà mình biết nó là cực thì có cái này hỗ trợ cho các bạn để hoàn thành thành tựu nha thì đầu tiên các bạn cần phải tải về trước đã thì ở đây nó sẽ có cái phần x2 nè à, hạt giống là x2 nè còn item x4 nè cũng hạt giống x3 và item x6 đó thì các bạn có thể tải tuy nhiên thì mình mình sẽ lấy cái bản bản này bản này thì nó rất là Hầu như là 100% Tối qua mình có thử rồi Thì cái bản này có cách tải như sau Đầu tiên thì bạn cứ tải cái file gì, gì trước nha Đó Đầu tiên là các bạn cứ tải cái file này trước Rồi à, quay trở lại Mình có bấm cái phần signature bypass nè Đó Tại vì cái file này á thì nó sẽ làm cho các bạn không phải thêm over lock nữa rất là tiện đối với các mod này và mod về sau luôn đó thì hiện tại cái này rất là ok thì các bạn tải luôn cái này về cho mình nha rồi để phần cài đặt đó, thì các bạn phải vào đây thì mình đã tải về đây đó nó sẽ có vô công siết bypass nè các bạn đi chắc tu rồi thì các bạn copy hết toàn bộ cái like này cho mình à, vào thư mục game là à, mình sẽ hướng dẫn lại các bạn ha thì vào mở thư mục game nè đó thì các bạn có thể rom property và Intel và Rao, đó nó sẽ ra cái thư mục game rồi ở đây thư mục b1 các bạn vào binary win64 và dán vào đây nếu các bạn có xài bản cũ thì update bản mới lên là bản 1.2 đó dán đè lên luôn là được nha rồi thì cái đó nó sẽ bypass cho các bạn uh, bước in game rồi tiếp theo là mình sẽ giải nén insert cái item uh, này nè đó mình giải nén ra thì nó sẽ ra một cái drop vậy đó thì các bạn copy vào đó và các bạn quay trở lại mục B1 uh, content nè mod và các bạn dán vào thì nếu mà các bạn chưa có thư mục đó thì hãy tạo cho mình một cái thư mục đó là ngã ăn công mod hết rồi và dán cái file mod này vô nha thì như vậy là xong sau đó các bạn có thể vào game và đi thu hoạch hạt giống hoặc là đi farm cái item bảo vật thì mình đang làm một cái video báo vật Ở phía sau thì có gì mình sẽ gửi lên hướng dẫn thêm các bạn đi tìm đủ ba mươi mấy loại đó nha mình cũng có đã làm video hạt giống rồi thì các bạn có thể bấm vào phía bên góc bên tay phải để xem đi tìm hạt giống để giao nộp cho anh rồng lấy cái nhiệm vụ shopee hạt giống gì đó thì bây giờ mình sẽ đi đánh quái để cho các bạn thấy cái được cái sự mà một trăm phần trăm của cái này hôm qua mình farm mà mình giật mình luôn mà bánh mấy xíu là nó full đi luôn mắt hết rồi ok thì mình đi có bật mình không cần bật gì đâu nha mình chỉ cần vào chơi thôi. đi đánh game thôi con này không có gớt đồ nếu có con chuột thì nó gớt thì phải ok thì khi vào game á, thì các bạn cứ đi farm uh, mấy con quái mà nó rơi đồ nha thì ở đây á, mình đã farm rồi nên mình đánh không có ra nữa đó như các bạn thấy là farm ở mắt tiết mắt ba nó sẽ rơi mấy cái này nè và cái cái này nha cái này mình thấy cực kỳ tỷ lệ cực kỳ thấp hôm qua mình bật lên cái mình đi đánh mấy con quái thường nó ra luôn rồi đó một số item mà phải nói là nó rất khó ra đó thì các bạn cứ việc cài vào và đi đánh như bình thường thôi thì nó sẽ tỷ lệ rơi đồ và hình như một cái item chỉ được tối đa ba cái thôi thì phải còn mấy cái item hiếm thì nó chỉ có một cái duy nhất thôi đó thì các bạn cứ việc đi cho thoải mái đánh là chắc chắn rất đồ nha Rớt mà đầy luôn á rồi ok nhá có gì không hiểu thì các bạn cứ comment phía dưới mình sẽ giải đáp cho